Hôm nay mình giới thiệu đến cho tất cả anh em thợ cái bộ khuôn nhựa kéo phao chỉ này, giúp anh em thợ thi công phao chỉ nhanh hơn gấp nhiều lần so với đập tay thủ công truyền thống nha. Thì ưu điểm của khuôn kéo chỉ bên mình là nó được dập bằng ống nhựa PVC chất lượng cao, nên nó rất là bền và được dập bằng máy cực kỳ sắc nét nha. Khuôn được làm từ ống nhựa PVC nên là nó chịu va đập rất là tốt. Khi anh em làm nó bị rơi rớt thì nó sẽ không bị cong vênh hay là bị vỡ bể khuôn này nha. Toàn bộ khuôn bên mình thì nó sẽ gồm là 20 cái. Đầu tiên sẽ là 11 cái khuôn chỉ đơn. Cái khuôn bé nhất sẽ là 2 phân, 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 9 phân, 10 phân và 12 phân. Sẽ là 10 cái và bên này mình sẽ có thêm cái 2 phân rưỡi nữa, sẽ là 11 cái nha. Toàn bộ của nó chỉ đơn sẽ là 11 cái như thế này. Độ dày chỉ thì bên mình sẽ có là chỉ dày 1 phân 2 này. Tiếp theo bộ tiếp theo là chỉ dày 1 phân rưỡi. Tiếp theo là bộ chỉ dày 2 phân. Ở đây là bộ chỉ dày 2 phân rưỡi và bộ chỉ dày 3 phân nha. Và ở đây là khuôn chỉ tam giác nhọn. Thì cái này thì giúp anh em thi công chỉ móc nước hoặc thì công chỉ trang trí nó rất là đẹp nha. Ở đây là chỉ tam giác nhọn. Nhỏ nhất sẽ là 3 phân. Tiếp theo là 4 phân và 5 phân nha. Là 3 cái nha. Bên này sẽ là khuôn kéo phao chỉ kép. Bên mình sẽ có 4 cái khuôn kéo phao chỉ kép. Đầu tiên là cái chỉ 2 cộng 5 bằng 7, chỉ nhỏ này, cái cành này sẽ là 2 phân. Cái bảng này 5 phân, tổng thể của cái khuôn là 7 phân nha. Ở đây là 2 cộng 6 bằng 8, thì chỉ nhỏ này 2 phân, chỉ rộng này 6 phân, tổng thể là 8 phân. Và 2 cộng 8 bằng 10. Bên mình sẽ có thêm cái chỉ kẹp 2 mặt nha, 7 cộng 3 bằng 10. Chỉ bên này 1 phân rưỡi, bên này 1 phân rưỡi và ở giữa cái lòng này 7 phân nha. Ở đây là cái khuôn chỉ vuông liên tròn, thì đây là cái chỉ vuông liên tròn lệch một bên và cái chỉ vuông liên tròn nằm ở chính giữa. Để kéo ra phao chỉ sắc nét thì anh em để ý cái cành khuôn này nó phải sắc nét và vuông góc nha. Bề mặt khuôn phải láng mịn, lúc đó anh em kéo phao chỉ ra thì nó sẽ không bị sơ và cái cành của nó sẽ rất là đẹp nha. Thì hiện nay có một số cơ sở đang giả danh cơ sở mình cũng như là lấy trộm hình ảnh video của mình để mà bán ra một số khuôn phao chỉ nó kém chất lượng đến cho tất cả mọi người. Anh em đặt hàng bên mình thì để lại bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo hoặc số điện thoại 0376743313 cho mình hoặc là 0399131543 cho mình nhé. Shop mình chỉ bán với hai số điện thoại ở trên thôi nha. Anh em đặt hàng thì bên mình có ship hàng toàn quốc và được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Mình xin chào tất cả anh em nhé.